Xin chào tất cả các bạn. Để đáp ứng nhu cầu học tập của chúng ta sao cho nó hiệu quả, thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác sử dụng Windows cơ bản nhất mà chúng ta cần phải nắm được trong quá trình học cũng như trong quá trình sau này chúng ta đi làm việc. Như chúng ta đã biết, Windows là một hệ điều hành, đúng không? Nó là một phần mềm quan trọng nhất của máy tính. Nếu như máy tính chúng ta mà không có hệ điều hành Windows thì chúng ta sẽ không làm việc được với máy tính. Vì vậy có thể nói Windows là môi trường để cho con người giao tiếp với máy tính, đúng không? Nó điều khiển mọi hoạt động cơ bản của máy tính cũng như nó là nền tảng để các phần mềm khác có thể cài đặt được vào trong máy tính để cho chúng ta làm việc. Windows thì nó có rất nhiều phiên bản. Các phiên bản mà chúng ta thường sử dụng hiện nay đó là Win 7, Win 8.1 và Win 10. Khi chúng ta cài đặt một hệ điều hành vào Windows thì bao giờ, đúng không? Cái biểu tượng khi cài xong, cái biểu tượng ở ngoài màn hình bao giờ nó cũng là gì? Cái thùng rác, đúng không? Bao giờ nó là cái thùng rác. Ngoài cái thùng rác ra thì có thể nó thêm cái My Computer hoặc là Zip PC. My Computer. Win 7 sẽ là My Computer, còn Win 8 với lại Win 10 nó sẽ là ZBC và cái network, tức là biểu tượng mạng, đúng không? Đấy là cái ba cái biểu tượng mà thường thường thấy khi chúng ta cài đặt Windows xong vào trong máy tính. Thường thì một số như Win 7 vừa cài ra thì tôi đã chỉ mỗi cái thùng rác thôi. Bây giờ chúng ta muốn lấy cái biểu tượng My Computer ra ngoài màn hình desktop, đúng không? Đây là cái giao diện của Win 7 khi mà chúng ta cài đặt xong vào máy tính, đúng không? Còn máy tính của tôi thì đang cài đặt hệ điều hành Win 8. Ví dụ khi cài xong Win 7 vào trong máy này, đấy, có chỉ có biểu tượng thùng rác. Chúng ta muốn lấy biểu tượng network và biểu tượng My Computer hay là ZBC ra ngoài màn hình thì bằng cách nào? Đối với Win 7 thì chúng ta kích chuột phải vào để màn hình, sau đó chọn Personalize. Đấy. Nó sẽ xuất hiện giao diện như này. Đây chúng ta đang nằm trên Win 7 nhé. Thì chúng ta kích vào cái Channel Desktop icon này. Đây, chúng ta sẽ tích vào cái biểu tượng Computer, đúng không? Đấy. Biểu tượng gì? Network. Hoặc chúng ta có thể lấy biểu tượng Contribution ra ngoài màn hình được, chúng ta tích. Biểu tượng mà chúng ta tích vào Ali và tích vào OK. Đấy. Đây chúng ta lấy được biểu tượng đây chúng ta tắt cái này đi. Đấy thì biểu tượng Computer, đó, Network và Control Panel đã ra ngoài màn hình. Còn đối với Win 8 và Win 10, Win 8 và Win 10, Win 8 nó cũng làm tương tự như vậy, đúng không? Win 8, đây là Win 8. Chúng ta kích chuột phải, chúng ta chọn Personalize. Ở đây chúng ta cũng chọn gì? Trên chúng ta kích vào cái phần mà chúng ta muốn cho ra, rồi chúng ta kích Add New, chúng ta kích OK. Còn đối với Win 10, để đưa biểu tượng Computer ra ngoài màn hình hay là biểu tượng ZBC ra ngoài màn hình thì chúng ta cũng làm tương tự như đối với Win 7 và Win 8. Chúng ta cũng chọn kích chuột phải và chọn Personalize. Đây như là chúng ta chọn Personalize, chúng ta khi chúng ta chọn Personalize rồi thì chúng ta sẽ chọn vào cái RAM, chúng ta chọn vào RAM này, chúng ta chọn. Sau đó chúng ta chọn vào cái biểu tượng Go to Desktop Icon Setting đấy. Đấy thì chúng ta cũng kích chọn vào biểu tượng My Computer và thùng rác và Network để cho nó hiển thị ra ngoài màn hình, đúng không? Win 7, Win 8 thì nó sẽ khi kích vào Personalize thì nó có biểu tượng desktop icon ngay ở bên cạnh. Nếu như mà đối với Win 10 thì chúng ta phải kích vào cái RAM này rồi nó mới ra. Đấy là chúng ta đưa biểu tượng ra ngoài nền màn hình. Còn đối với trường hợp chúng ta muốn thay đổi nền, thay đổi cái nền ảnh nền của màn hình desktop chúng ta thì chúng ta đối với Win 7, Win 8 tương tự, chúng ta kích chuột phải vào cái cuối cùng này, Personalize này. Đấy, chúng ta chọn đây. Desktop background, đúng không? Đấy. Rồi chúng ta sẽ chọn Borrow, tìm đến cái file ảnh của chúng ta. Và
Chúng ta có thể chọn một trong các ảnh đây, là chúng ta chọn tất cả. Nếu mà chúng ta chọn tất cả các ảnh trong cái thư viện thì nó sẽ từng ảnh một nó sẽ lót dần theo thời gian. Còn không, chúng ta sẽ chọn ảnh của chúng ta kích vào cái photo này. Chúng ta chọn đến cái thư mục mà lưu ảnh của chúng ta muốn chèn vào rồi để trong ba công rồi chúng ta kích save ở trên đúng không? Nếu không thích thì chúng ta ấn gì cancel. Đối với Win 7 thì chúng ta cũng làm tương tự. Win 7 thì chúng ta cũng làm tương tự. Đấy, đây. Còn đối với Win 10, Win 10 thay đổi background thì chúng ta làm như nào? Đó. Ở Win 10 thay đổi background chúng ta cũng gì? Vào cái kích chuột phải vào cái personal rồi chúng ta kích chọn cái background. Chúng ta kích chọn background là chúng ta chọn đến cái picture đúng không? Ta chọn là cái picture. Picture này. Đấy. Chúng ta kích vào cái border. Chúng ta kích vào border. Đấy, chúng ta sẽ tìm đến giống như là đối với Win 7 với Win 8 chúng ta chọn đường dẫn tìm đến như thế đúng không? Ở Win 10 để thay đổi màu lens của Win. Đấy, các biểu tượng để các biểu tượng ở trong Win nó thu cái ma computer này là lưu dữ liệu của người dùng. Cái network thì là chứa các biểu tượng tài nguyên của mạng. Đó, khi chúng ta kích vào network thì trong cái mạng chúng ta có chia sẻ thì nó ở cái phần network này. Còn cái thùng rác, đây là cái thùng rác mà chứa cái dữ liệu mà chúng ta xóa. Xóa thì nó chứa vào new thùng rác. Có hai loại xóa là xóa không vào thùng rác và xóa vào thùng rác, đúng không? Nếu chúng ta không muốn xóa vào thùng rác thì chúng ta khi chúng ta nhấn xóa, chúng ta nhấn thêm phím Shift thì nó sẽ không vào thùng rác, nó sẽ xóa vĩnh viễn. Rồi, ngoài các biểu tượng cơ bản khi chúng ta cài Win mà chúng ta đưa ra ngoài màn hình thì khi mà chúng ta cài bất cứ một phần mềm hoặc một chương trình nào ứng dụng vào máy tính thì cái biểu tượng nó cũng được đưa ra ngoài cái top đây, ví dụ giống như này. Đấy, cái phần mềm mà chúng ta được cài ra thì khi mà cài nó hỏi đưa ra cái top hay không thì cũng nó sẽ được đưa ra ngoài lề màn hình cho chúng ta chạy chương trình ứng dụng cho nhanh cho dễ dàng để lên lề màn hình. Còn dưới cái thanh chữ cuối dưới cùng này người ta gọi là thanh tab 3 đúng không? Bên phải của nó, bên 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 tay phải cuối cùng này, đây là thời gian đúng không? Sau đó là các chương trình chạy ngầm đến loa đến biểu tượng mạng đúng không? Đây đến biểu tượng mạng này, loa này. Sau đó đến các chương trình mà chạy ngầm, nó sẽ nếu nhiều chương trình nó sẽ có mũi tên sỏ lên như này. Thì chúng ta khi chúng ta muốn vào chúng ta kích vào cái mũi tên sỏ lên thì nó ra các chương trình chạy ngầm đúng không? Rồi đến các ứng dụng mà chúng ta kích nhanh, ví dụ chúng ta muốn nghe nhạc nhanh chúng ta kích luôn vào cái ứng dụng nghe càng nhanh thì chúng ta kích vào thì nó sẽ chạy ra cái chương trình của chúng ta đúng không? Đấy. Rồi đây là cái Windows Explorer đúng không? Cái Windows chúng ta khi chúng ta kích vào đây kích vào cái Windows này. Đấy. Thì đây chúng ta sẽ ra một cái cửa sổ, chúng ta sẽ ra một cái cửa sổ đúng không? Bên tay phải cửa sổ là các biểu tượng thư mục folder có sẵn của Win, còn bên đây là hiển thị nội dung, ví dụ tôi kích vào desktop này, màn hình desktop này. Đấy, thì các biểu tượng của desktop ngoài màn hình nó sẽ hiển thị ra đây đúng không? Mục download này. Đấy, mục download này. Mục document này. Đấy. Khi mục desktop này, mục download tài liệu mà chúng ta tải từ mạng về sẽ lưu ở mục gì? Download đúng không? Document khi chúng ta lưu một dữ liệu bất kỳ nó mặc định nó sẽ lưu ở document cho chúng ta đó. Music, picture và video. Còn dữ liệu chúng ta mà copy về những cái dữ liệu này thì tất cả cái này đều lưu trong ổ C của chúng ta, ổ đĩa cứng C. Mà dữ liệu mà lưu ở ổ C thì thường sẽ bị mất khi chúng ta cài lại Windows. Vì vậy chúng ta không nên lưu dữ liệu ổ C mà chúng ta thường nên lưu dữ liệu ổ D, ổ E khác ngoài ổ C. Ví dụ đây là trên Win 7 đó. Trên Win 8 của chúng ta cũng thế, cho Win 7 trên Win 8 của chúng ta, Win 8 đây là Win 8.1 với Win 10 thì nó cần tương tự như nhau. Ví dụ đấy.
Chúng ta kích chuột trái vào các ổ, đúng không? Thì nội dung ở trong ổ sẽ hiển thị ra cửa sổ bên tay phải. Ở đây tại cái cửa sổ này, đây là cái kiểu hiển thị. Chúng ta phải chọn kiểu hiển thị. Đây là kiểu hiển thị là tên này, tên thư mục hoặc tên tập tin, đúng không? Sau đó đến ngày khởi tạo, ngày thay đổi. Đấy. Kiểu file, đúng không? Đó là thư mục thì sẽ là nó folder. Còn nếu là ví dụ đây nó là file của đĩa bộ chấm ISO, tức là bộ đĩa ảo. Đấy. Đây là file gì? Excel, đúng không? Và chúng ta muốn hỏi hiển thị cái kiểu icon thì chúng ta lại kích vào cái view. Kích vào view này. Đấy, chúng ta chọn cái kiểu hiển thị. Các bạn có thể kích chọn kiểu hiển thị là chúng ta thấy phù hợp, chúng ta thích thì chúng ta để, đúng không? Ví dụ đây. Small icon hoặc là một kiểu này. Thường thì chúng ta hay để ở cái kiểu này. Đúng không? Chúng ta cái kiểu hiển thị của chúng ta, đúng không? Thư ở trong thư mục view chúng ta có thể chọn các kiểu hiển thị. Còn đây là các folder, đây là các gì? File hoặc tập tin, đúng không? Thư mục, folder hoặc là gọi là thư mục. Chúng ta có thể tạo thư mục, đổi tên thư mục, xóa thư mục, đúng không? Copy, di chuyển thư mục và tập tin. Ví dụ tôi sẽ tạo thư mục. Để tạo thư mục trên bất cứ win nào, các thao tác đều như nhau, là ta có thể kích chuột phải. Đó. Win nào chúng ta cũng kích chuột phải vào cái nền màn hình trắng. Sau đó chúng ta chọn new. Chúng ta kích vào lên, chúng ta chọn folder. Đấy. Rồi tại khi nó ra new folder chúng ta đặt tên. Ví dụ như là cái thư mục này tôi để chứa ảnh, chúng ta đặt tên là ảnh. Được chưa? Trong cái ảnh này tôi có rất nhiều ảnh, đúng không? Tôi sẽ kích đúp vào cái ảnh này, tôi mở ra, tôi lại kích chuột phải, chọn gì? New. Đấy. Ảnh cấp 3 chẳng hạn. Đấy. Hoặc là nếu không muốn kích chuột phải thì tôi có thể vào home, vào cái kích vào cái view folder. Đấy. Ảnh đại học. Cách nữa là tôi không muốn vào home, tôi kích luôn vào cái biểu tượng nhanh trên vụ này. Đấy, cũng ra lưu folder, cũng ra lưu folder. Đây là ảnh du lịch. Ví dụ thế. Đây là chúng ta đang tạo thư mục, còn đổi tên, đúng không? Thì đổi tên thư mục chúng ta kích vào cái thư mục này, chúng ta kích chuột phải, chọn cái phần name, như chúng ta gõ tên. Hoặc là chúng ta kích chuột vào lựa chọn, chúng ta nhấn phím F2 trên bàn phím rồi chúng ta đổi tên. Đấy. Nó có rất là nhiều cách. Có thể xóa thư mục vì sao, đúng không? Tôi muốn xóa thư mục này. Lưu ý chúng ta đổi tên, xóa, copy thư mục, tập tin là tương tự như nhau, đúng không? Thư mục là cách thức phân vùng của đĩa để chúng ta lưu trữ thông tin một cách khoa học. Còn tập tin là cái cách thức lưu trữ hình thức, cách thức lưu trữ thông tin trên máy tính của hệ điều hành. Ví dụ tập tin đây là tập tập tin Excel, tập tin văn bản có đuôi là chấm doc, Excel có đuôi là chấm xlsx, tập tin hình ảnh. Đấy những cái cách thức mà chúng ta hình ảnh thì có đuôi là chấm jpg. Đấy những cách thức mà chúng ta lưu trữ thông tin trên ổ đĩa của hệ điều hành thì nó gọi là tập tin. Xóa tập tin thì cũng tương tự như xóa thư mục, đúng không? Chúng ta kích chuột phải vào cái thư mục hoặc tập tin muốn xóa, chúng ta chọn gì? Delete. Hoặc đây là nếu chúng ta chọn ấn phím delete cái này thì nó sẽ xóa ở trong thùng rác. Ví dụ nhất. Đấy. Thì khi vào thùng rác nó sẽ có trong thùng rác, chúng ta mở cái thùng rác ra. Đó là biểu tượng như này, chúng ta phải lôi to ra. Đấy. Để mỗi lần kích vào sẽ to này, và người cũng phóng nút phóng to lên. Đây thì nó sẽ ở trong gì? Ở trong thùng rác của chúng ta. Chúng ta muốn lấy lại, chúng ta xóa nhầm, chúng ta muốn lấy lại. Ở trong thùng rác thì chúng ta kích chuột phải vào cái thư mục của folder, chúng ta xóa nhầm, chúng ta chọn gì? Sẽ to. Đấy, nó sẽ gì? Lấy lại cho chúng ta. Và chúng ta vào cái thư mục. Đấy, nó sẽ lấy lại. Nó xóa vĩnh viễn.
ta muốn xóa vĩnh viễn cái file này không ở trong thùng rác nữa. Chúng ta ta kích chuột phải này. Chúng ta đồng thời chúng ta chọn phím. Chúng ta đồng thời chúng ta nhấn delete và chúng ta nhận giữ phím shift. Phím shift hoặc chúng ta kích chuột chọn, chúng ta giữ phím delete trên bàn phím. Đấy là xóa vào thùng rác, còn xóa vĩnh viễn thì chúng ta nhấn đồng thời hai tổ hợp phím là shift cộng với delete. Chúng ta chọn nhất chính là cái phím delete trên bàn phím đó các bạn. Đấy, chúng ta chọn nhất thì cái ảnh cấp 2 này nó sẽ không còn ở trong thùng rác nữa, nó sẽ xóa vĩnh viễn trong thùng rác, sẽ không có ở cái thùng rác này. Đấy là như thế, không có cái thùng rác. Đấy là gì? Xóa vĩnh viễn thì chúng ta sẽ cộng thêm, nhấn thêm cái phím shift trên bàn phím. Được chưa? Còn chúng ta muốn copy đúng không? Tôi muốn copy cái ảnh cấp 3 này vào cái ảnh đại học thì chúng ta phải kích chuột chọn, chúng ta chọn copy ở trên thanh công cụ này. Đấy. Hoặc là chúng ta muốn di chuyển, chúng ta chọn move vào hoặc là chọn cắt. Đấy. Đấy, di chuyển cắt hẳn. Ví dụ tôi chọn copy này. Hoặc chúng ta kích chuột phải chọn copy. Hoặc chúng ta nhấn chuột, chúng ta chọn, chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl cộng với phím C. Nó nhấn đồng thời hai tổ hợp phím Ctrl cộng với C. Ctrl là phím CTRL L trên bàn phím. Đấy. Copy đúng không? Chúng ta muốn paste vào cái đại học, ảnh đại học chúng ta mở, nháy đúp chuột mở cái chuột phải chọn paste hoặc là nhấn cái nút paste trên thanh tiêu đề chúng ta, nhấn nút paste này đều được hết. Đấy. Còn muốn ẩn cái ảnh cấp 3 đi đúng không? Tôi muốn ẩn đi để không ai nhìn thấy cả thì chúng ta sẽ click vào cái nút view này, chúng ta để hide này. Đấy, đang hide nhé. Đấy, bây giờ để muốn ẩn như này không được thì cái thư mục này là muốn ẩn đi, chúng ta phải kích chuột phải vào, chúng ta chọn cái property này. Rồi chúng ta chọn chế độ ẩn hidden chúng ta. Ok, đấy nó sẽ ẩn mất đúng không? Đây chúng ta chọn hiển thị file ẩn lên này. Đấy, nó sẽ ẩn. Rồi chúng ta tích vào này. Đấy, chúng ta hiển thị. Ở để muốn hiển thị nó lên hẳn, nó không mờ mờ này nữa thì chúng ta lại kích chuột phải nó một lần nữa. Property. Chúng ta bỏ chế độ hai lần đi. Cái thao tác này làm với Win 7, Win 8.1, Win 8 và Win 10 nó tương tự như nhau. Được chưa các bạn? Nó tương tự như nhau. À riêng với Win 7 nó khác một chút. Win 7 thì nó không có cái view đấy. Win 7 thì chúng ta lại ví dụ Win 7 tôi muốn ẩn này đúng không? Thì chúng ta cũng kích chuột phải này. Chọn Property này. Đấy, chúng ta chọn chế độ Hidden. Nó giống như Win 8 và Win 10 đúng không? Giống như Win 8 và Win 10 ẩn đi. Thì nếu mà nó chưa bị ẩn mà nó hơi mờ mờ thì các bạn phải vào cái này, chọn cái folder and search là chúng ta chọn cái Hidden, cái view này. Đấy, đấy. Đấy. Show Hidden này hiển thị. Còn tôi hay định là không hiển thị file ẩn, còn cái đây là hiển thị file ẩn, tôi cho hiển thị file ẩn. Ok, đấy. Thì cái file khi chúng ta đặt cái này ở chế độ file ẩn rồi thì nó sẽ thư mục nó sẽ mờ mờ đúng không? Thì nó đã là file ẩn rồi đấy. Còn file ẩn mà nó chưa được ẩn đi thì chúng ta Win 7 chúng ta vào cái đầu tiên là chúng ta vào cái folder này. Đấy, chúng ta chọn, chúng ta vào view, chúng ta chọn cái chế độ không hiển thị file ẩn này. Đấy. Ok. Để đối với Win 10, tôi xin lỗi đối với Win 7. Còn để lén thư mục với lại lén. Lén này chúng ta chỉ lén thư mục thôi nhá. Lén để làm sao để khi chúng ta dung lượng chúng ta co lại, chúng ta gửi mail đi đó. Dung lượng nó nhỏ hơn hoặc là trường hợp là chúng ta sẽ tránh virus. Virus thường là không ăn hay lén. Để chúng ta lén thư mục và tập tin thì chúng ta kích chuột phải. Và cái thư mục chúng ta muốn lén. Nè. Để lén được thì máy chúng ta phải cài cái phần mềm WinRAR hoặc WinZip đúng không? Đấy, chúng ta kích vào chúng ta chọn gì? Add to đúng không? Lén, cái tên file lén này giống cái tên của thư mục rồi chúng ta chọn cái thứ hai. Đấy. Đợi là lén rồi. Đây là file lén. Ví dụ trường hợp cái file này thư mục này của mình bị mất đi. Đấy, bị mất đi rồi. Và thì mình sẽ giải lén cái file lén này ra thì bằng cách chúng ta kích chuột phải. Chúng ta chọn gì? Add check here. Đấy, add check here. Giải lén cái thư mục lén ra. Thì nó sẽ được cái
thư mục ban đầu là lén và giải lén, ẩn hiện, thư mục tập tin, đúng không? Đấy, những cái công cụ mà chúng ta, cái thao tác mà chúng ta thường sử dụng trong Windows. Ngoài ra các bạn sẽ tìm hiểu thêm trên cái thanh tiêu đề nữa, ví dụ home này có cái gì đây, copy paste này, lưu này, đúng không? Đấy, chế độ, các chế độ hiển thị như open này, tôi muốn mở, ví dụ tôi muốn mở một cái file nhạc mà luôn luôn mở ở chế độ, ví dụ đây để cái chế độ open rồi, ví dụ tôi muốn mở file nhạc chẳng hạn nhé. Dưới đây cho chế độ hiển thị này, cho cái này cho nó dễ nhìn, đúng không? Như cho dễ nhìn. Đây là cái nhạc này, nó sẽ mở cái trình mà tôi cài vào. Ví dụ cái này tôi luôn muốn mở chế độ menu, khi nhấn nút vào chế độ menu của Windows, đúng không? Ví dụ như này thì các bạn có thể vào home này, tại cái mục này các bạn chọn đấy, tại cái mục vào home, tại cái mục mà biểu tượng open này này, các bạn chọn là chọn cái for program. Đấy, tôi sẽ khi tôi cứ tích nút vào bất cứ biểu tượng này, nó sẽ là biểu tượng gì đâu. Chúng ta chọn cái default của nó là cái Windows Media này. Đấy, thì tất cả nó sẽ trở chuyển biểu tượng là khi chúng ta nhấn nút thì nó mặc định nó mở cái kiểu Windows Media ra. Đấy là cái tab home, đúng không? Còn ngoài ra cái tab share thì chúng nó có burn ra đĩa này, đúng không? Nó ghi ra đĩa, nó có tích hợp với ghi ra đĩa, tích hợp phách và in luôn này. Đấy, đấy về là cái Windows Explorer. Đây là các thao tác trên Windows Explorer. Đó. Ở trên đâu Windows Explorer là cái mà công tơ chúng ta mở ra hoặc chúng ta kích vào cái biểu tượng ở trên đây. Đúng chưa? Còn về cái mặt mà chúng ta muốn đưa, đúng không? Cái thanh tab bar này chúng ta còn chứa các chương trình ứng dụng mà chúng ta đang mở, ví dụ đây, đúng không? Đấy, chứa các chương trình ứng dụng mà tôi đang mở này. Đấy. Tôi không muốn nó hiển thị trên màn hình, tôi có thể cho nháy cái dấu trừ, nó cho xuống, ví dụ như thế, cho xuống thanh gì, thanh tab 3, thầy tắt là đi thì nó sẽ không ở thanh tab 3 nữa, ví dụ này. Còn ví dụ mà tôi muốn kéo cái biểu tượng xuống thanh tab 3 để khi mỗi lần mở mở cái chương trình ấy lên cho nó nhanh ở luôn thanh tab 3, ví dụ là trong ví dụ như đây, tôi muốn con mèo, biểu tượng con mèo này, kéo xuống đây. Thả nó ra. Đấy, thì con mèo này khi mỗi lần hoặc là kích đúp vào màn hình, đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ gì? Kích vào cái thanh luôn, biểu tượng thanh tab 3 thì cái chương trình sẽ chạy lên luôn, đúng không? Ví dụ thế. Đấy, còn cái ngày giờ hệ thống, với chúng tôi muốn thay đổi ngày giờ hệ thống, đúng không? Ví dụ đây, đang là tháng 8, ngày 26 tháng 8, thì tôi muốn thay đổi về ngày trước so với tháng, đây là đang là tháng trước đúng không, so với ngày, so với năm, để mình thay đổi ngày tháng trong Windows thì đối với các phiên bản Win nó làm tương tự nhau hết. Thì đây tôi sẽ làm trên Win 7 này, chúng ta sẽ kích chuột phải, kích chuột trái thì dẫn kích chuột vào cái biểu tượng ngày tháng này, chúng ta chọn vào cái change date này, chọn vào cái này. Đấy. Đây, chúng ta làm theo tôi nhé. Ở đây này, chúng ta sẽ kéo xuống chọn date man year. Đấy, còn như này thì biểu tượng đấy, hoặc chúng ta có thể gõ gõ là gõ trái phím này, date này, năm này, year, nếu như chưa có xong chúng ta ấn apply, chúng ta ấn apply, chúng ta ấn ok. Đấy, các bạn nhìn thấy biểu tượng nó đã về gì, ngày tháng năm, đúng không? Chúng ta ấn ok. Đấy, Win 8 với Win 10 chúng ta cũng làm tương tự như thế, thay đổi ngày giờ hệ thống, đúng không? Trong Win rồi chúng ta tiếp đến cái nút start nữa. Start đây là biểu tượng của Win 7 đây này, còn của Win 8, Win 10 thì nó sẽ biểu tượng như thế này, đúng không? Start, và cái nút start này là tất cả các chương trình, các ứng dụng khởi động nó đều chứa vào trong cái start. Bất cứ chúng ta muốn chạy một chương trình nào có sẵn khi Windows và cài ra, có chương trình ứng dụng chúng ta cài đặt vào trong máy tính thì chúng ta bắt nguồn hết từ
Melostat. Trường hợp mà chúng ta muốn lôi ra ngoài màn hình cho nó nhanh, chúng ta khỏi phải tích và start đúng không? Thì chúng ta sẽ ra, ví dụ tôi muốn lôi cái Microsoft Word này ra ngoài màn hình đúng không? Để mỗi lần tôi khởi động Word này tôi không muốn tích và start nên tôi nháy nút luôn ở màn hình, thì tôi sẽ giữ chuột, vừa nhấn chuột vừa giữ chuột kéo nó ra ngoài màn hình. Đấy. Đấy, thì nó sẽ ở màn hình. Bây giờ về sau chúng ta chỉ cần gì nháy đúp chuột ở màn hình thì chúng ta sẽ mở được chương trình ứng dụng Word. Đối với các chương trình khác chúng ta cũng làm tương tự như thế, thì kéo nó ra ngoài màn hình đúng không? Thế trong cái menu Start này nó còn chứa, chúng ta có thể khởi động Control Panel, tức là khi mọi cái cấu hình định vị của hệ thống chúng ta thay đổi trong cái control này hết, dự của chúng ta sẽ mở lên. Win 7 nó cũng tương tự như Win Win 8 đấy. Khi ở các bạn mà mặc định ra lúc cuối cùng này, chúng ta kích vào đây để tất cả các chương trình mà đang mở trên laptop thì chúng ta kích vào cái nút này đấy, thì nó sẽ gì xuống hết thanh tab 3 của chúng ta, góc cuối cùng bên tay phải này xuống hết thanh tab 3 chúng ta, được chưa? Ví dụ tôi đã cài cái tab này đúng không, tôi không muốn nữa, không muốn nó trong cái gỡ bỏ khỏi Windows, mình gỡ bỏ nó ra thì mà gỡ cách nào đúng không? Hoặc với cái game, một cái game chương trình game người ta cài ứng dụng vào trong máy tính rồi nó lặn, máy tính nó lặn quá người ta gỡ khỏi hoàn toàn khỏi Win, thì chúng ta làm cách nào thì mà chúng ta cũng kích vào Start này, vào cái Control Panel, hoặc là cái vào cái đít kích vào Control Panel mà ở ngoài này màn hình mà chúng ta đã lôi ra rồi đấy, thì chúng ta hiển thị rồi cũng được con này rồi đấy, nó chỗ này nó biểu hiển thị cái biểu tượng này, chúng ta chọn vào cái Program and Filter đấy, hoặc chúng ta có thể chọn cho con vật ở chỗ chúng ta chọn cái chế độ Clarity này cho dễ nhìn, thì chúng ta chọn vào cái và này. Chúng ta chọn cái chúng ta sẽ gỡ bỏ một cái ứng dụng ra khỏi máy tính chúng ta để máy chúng ta có đỡ lặng đấy. Ví dụ đây tôi sẽ gỡ bỏ nhé, gỡ bỏ lần này chẳng hạn đúng không, lần này đây này tôi không cần sự AutoCAD, tôi muốn xóa đi thì chúng ta kích chuột phải, tôi kích chuột phải này nó chọn vào cái biểu tượng đầu tiên này đấy. Thì chúng ta đợi một lúc nó sẽ gì remove xóa khỏi chương trình ứng dụng ra khỏi máy tính của chúng ta. Còn chúng ta muốn gỡ bỏ chương trình ứng dụng ra khỏi Win 10 thì chúng ta cũng kích vào cái biểu tượng Start Window này, chúng ta chọn vào cái Setting. Khi vào Setting thì nó sẽ hiển thị ra cái hộp thoại của Setting. Tinh không? Rồi thì hiển thị ra hộp thoại Setting. Thì lúc này chúng ta chọn vào cái biểu tượng, cái tên là System. Chúng ta chọn System thì nó ra một hộp thoại, đúng không? Hộp thoại như này. Thì chúng ta chọn vào cái App Empire. Đấy. Kích vào cái App Empire thì nó hiển thị các danh sách chương trình ứng dụng mà chúng ta đã cài đặt vào trong Win. Chúng ta muốn remove chương trình ứng dụng nào hay muốn xóa chương trình ứng dụng nào ra khỏi Win thì chúng ta kích vào cái nút Uninstall. Đấy, chúng ta kích vào nút Uninstall. Thì chờ một lúc nó sẽ gỡ bỏ chương trình ứng dụng ra khỏi hệ thống Windows của chúng ta. Đấy là cái cách xóa gỡ bỏ chương trình ứng dụng ra khỏi hệ điều hành Windows. Vì vậy thế chúng ta đã biết cách khởi động một chương trình ứng dụng đúng không? Chúng ta cách khởi động thì cũng bắt đầu từ gì cái menu Start đúng không? Nếu có nhanh thì chúng ta sẽ kích khởi động nhanh, nếu không chúng ta sẽ vào gì cái Program. Đối với Win 8 còn Win 7 là On Program, còn đối với Win 10 thì nó sẽ là cái gì, sẽ là cái On App. Đấy, nó sẽ vào kích tất cả chương trình ứng dụng nó khi cài vào máy tính nó sẽ ở trong đấy hết, và chúng ta tìm đến cái chương trình ứng dụng mà chúng ta muốn 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 khởi động, muốn chạy. Đấy, đây chúng tôi ví dụ lôi luôn cái PowerPoint hoặc cái Excel ra ngoài màn hình, chúng ta kích chuột chúng ta kéo ra ngoài màn hình như là cái ban đầu chúng ta kéo trong đây có sẵn nhanh trong đây, chúng ta kéo rồi khi mà chúng ta muốn tắt một chương trình duy, chúng ta kích vào nút X để chúng ta tắt đi, tôi muốn tắt cái file ảnh tôi muốn tắt đi, hoặc là chúng ta kích chuột phải vào cái tab manager này, kích chuột phải vào cái tab 3 chọn tab manager đấy, chúng ta sẽ chọn cái chương trình
mà chúng ta muốn xóa, đối với trường hợp máy đơ mà chúng ta tắt mãi không được thì chúng ta sẽ làm cái thao tác này. Tôi muốn xóa tôi muốn tắt cái ảnh đi thì tôi chọn này, tôi ấn vào nút end tắt đấy, thì nó sẽ tắt đây, không có gì khỏi bây giờ mình sẽ tắt và chúng ta đi. Ok đó, tắt. Tôi muốn ẩn hiện cái thanh tác ba này, không muốn thấy nó đúng không, chúng ta cũng kích vào cái chuột phải và thanh tác ba chúng ta chọn với cái ti, chúng ta chọn hai hai ở thứ hai chúng ta ăn rồi đấy, thì nó ẩn. Chúng ta đưa chuột thì nó sẽ lên, chúng ta bỏ chuột ra sẽ ẩn xuống, nó chúng ta kích ok là được. Còn chúng ta muốn hiển thị lên chúng ta kích ok, đấy là ảnh ẩn hiện đấy, thanh tab 3. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách sử dụng bàn phím ảo của Windows. Ví dụ phím của chúng ta mà bị liệt một phím nào đấy, đúng không? Chúng ta không gõ được bàn phím thì chúng ta sẽ gì, sử dụng bàn phím ảo của Windows bằng cách nào? Đối với Win 10 cũng vậy, Win 8 và Win 7 cũng vậy, chúng ta kích vào cái menu Start này. Đấy, chúng ta gõ là On Keyboard chính là cái này. Đấy, chúng ta gõ thì nó sẽ tìm kiếm, nó sẽ hiển thị ra cái này cho chúng ta kích chuột vào đấy thôi. Nó gõ On Keyboard này. Đấy, nó gõ cụm từ này vào thì nó sẽ setting ra cái công cụ này, thì chúng ta chỉ việc kích đúp vào, kích chuột vào, tôi sẽ kích chuột trái vào đấy thì nó sẽ ra cái bàn phím ảo. Ví dụ đây, tôi mở Word là tôi gõ. Kéo xuống dưới đây. Đây, cho anh em dễ tôi gõ. Đây, gõ trên bàn phím thật của ta bị liệt thì chúng ta có thể sử dụng đến bàn cho gõ. Đấy, được chưa? Ok, đấy chúng ta sử dụng bàn phím ảo của Windows. Cái tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách cài đặt, tức là cài đặt thêm, gõ thêm một cái ngôn ngữ nữa. Ví dụ tôi đang học tiếng Hàn, tôi muốn gõ tiếng Hàn đúng không, tôi muốn gõ tiếng Hàn, cái bộ gõ của tôi của Win nó có sẵn, nó chỉ là ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu bây giờ làm sao tôi sẽ cài được thêm một cái ngôn ngữ tiếng Hàn, tôi gõ tiếng Hàn vào trong cái Word này thì bằng cách nào? Win 7, Win 8 chúng ta làm tương tự. Win 8 đây tôi nói đang nói là Win 8.1 cho các bạn. Chúng ta làm tương tự, chúng ta sẽ vào Control này và Start này, Control Menu này. Đấy. Chúng ta vào Control Menu này. Rồi chúng ta sẽ tìm đến cái Language. Đấy, tìm rất là khó, nhìn rất khó, chúng ta chọn về cái chiếu category này. Đây, chúng ta kích đây. Cái 10 chúng ta cũng làm tương tự như thế các bạn. Chúng ta chọn một cái language, ta kích vào đây. Rồi chúng ta sẽ vào cái add language. Chúng ta kéo xuống cái phần tiếng Hàn đúng không? Tiếng Hàn là ca, chúng ta sẽ chọn. Các bạn nào mà biểu tượng mà nó mờ mờ, nó là chữ ô vuông thì chúng ta win, chúng ta chưa có bản quyền, chúng ta chưa crack win bản dùng thử nó sẽ không cài được tiếng Hàn đâu. Tiếng Hàn khi chúng ta cài, chọn add language thì nó phải để có khỏe chữ tiếng Hàn thôi, như này chúng ta mới add được. Click này, chúng ta chọn add. Nó chờ một lúc. Đây là mình hướng dẫn các bạn áp thêm ngôn ngữ ở Win Win 8.1, Win 10 các bạn cũng làm tương tự, Win 7 thì nó khác một chút, rồi sau mình sẽ hướng dẫn ở trên Win 7. Rồi, áp được rồi đây đúng không? Đấy. Ok, thế bây giờ chúng ta kích vào nó xem nào. Kích vào cái biểu tượng. Đấy. Nó đã thêm một gì? Ngôn ngữ tiếng Hàn đúng không? Chúng ta kích vào. Đấy, của tiếng Hàn này. Rồi chúng ta sẽ mở Word. Chúng ta gõ nhé. Đấy, tiếng Hàn chúng ta đã được rồi đấy. Đấy.
Con để bàn phím ảo chúng ta hiển thị nút tiếng Hàn lên này. Đấy. Thì chúng ta nếu mà chúng ta mà hiện bàn phím thì chúng ta chưa hiển thị nút tiếng Hàn lên này. Thì chúng ta kích chuột phải vào cái biểu tượng chữ tiếng Hàn này. Chúng ta chọn cái gì? Đấy. Đấy. Khi đấy thì biểu tượng thì chữ của chúng ta bàn phím ảo chúng ta sẽ có bằng bàn phím tiếng Hàn đúng không? Thế còn Win 7 chúng ta dùng như app như là Win 7 này. Nghĩa là Win Win chưa crack đúng không? Và thử thì chúng ta cũng vào Control Menu hoặc vào Start này. Control Menu này. Chúng ta chọn cái này. Chọn cái Lego này. Chọn cái keyboard này. Đấy, chọn cái gì? Trên keyboard này. Cái tiếng Hàn chúng ta áp rồi đúng không? Thì chúng ta chọn vào gì? Áp này. Chúng ta kéo xuống. Chọn ngôn ngữ mà mình muốn. Áp tiếng Nhật, áp tiếng Hàn, áp rồi. Áp tiếng Trung hoặc tiếng Nhật chẳng hạn. Cái gì thì chúng ta áp ở đấy. Chúng ta kích chúng ta chọn ngôn ngữ chúng ta muốn gì đã chúng ta ok đấy, nếu mà các bạn phải có cái import này chúng ta add đi chúng ta cái xe nó ra tiếng chung thôi nhé ok ok là chúng ta chọn cái xe nó ra tiếng chung thôi đấy chúng ta có đây được chưa là cách chúng ta add thêm một cái kiểu gõ bàn phím từ tiếng khác nhau vào trong máy tính vào trong Windows từ Windows ra để chúng ta sử dụng để soạn thảo văn bản tiếng Hàn tiếng Nhật tiếng Trung. Còn một vấn đề nữa mà tôi muốn nhắc đến đây là trong quá trình các bạn Win các bạn mới mới cài đặt thì khi chúng ta tắt máy hoặc là mở máy thì nó chạy rất là lâu, nó load rất là lâu. Nó thường có biểu tượng là phần màn hình xanh và phần trăm nó chạy. Đó, ví dụ Win 10 nó sẽ có biểu tượng như này. Nó cứ chạy như này, đúng không? Đấy, hoặc là Win 7, Win 8 thì nó có chữ phần trăm như này. Đấy. Đấy. Chúng ta phải đợi rất lâu thì nó mới khởi động được Win hoặc mới tắt được máy. Thì cái do là Win chúng ta cài đặt và cái chế độ update Windows chúng ta không tắt nó đi. Đấy, mỗi lần nó có khi chúng ta khởi động lên nó chế độ update Win nó chúng ta chạy nó rất là chậm thì chúng ta sẽ tắt cái chế độ update Win này đi. Như thế nào? Ví dụ trong Win 7 tôi sẽ tắt cái update trong Win 7. Thì Win 8 cũng như thế, chúng ta vào cái control panel này. Cả cái cấu hình mà chúng ta thay đổi đều ở control panel hết. Chúng ta có chọn cái system này, system screen này, đây, cái update win này. Chúng ta click vào đây. Đây chúng ta chọn vào cái change setting này. Change setting. Chúng ta chọn xuống. Chúng ta chọn cái chế độ là level check không bao giờ update. Ok. Đấy thì win chúng ta sẽ nó không tránh trường hợp là tắt và khởi động máy nó chạy chế độ phần trăm như thế. Đấy, trên Win 7, trên Win 8. Win 8 thì chúng ta cũng làm tương tự. Start này và con chun bên này. Chúng ta cũng vào cái screen chúng ta để cái gì? Độ này cho chúng ta dễ. Phải tìm đúng không? Đã vào vào Windows Update này. Rồi chúng ta cũng vào trên setting này, nó cũng tương tự giống Win 7 đúng không? Chúng ta click xuống, chúng ta chọn. Đấy. Check update. Rồi giờ ấn ok. Còn Win 10. Win 10 thì sao? Win 10 thì nó lại không tích hợp cái tính năng Windows Update thì chúng ta sẽ sử dụng nữa. Vì vậy để bỏ cái chế độ update cho Win 10 thì chúng ta phải làm như thế nào? Đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai cách. Cái cách thứ nhất là chúng ta sử dụng cái dịch vụ admin này. Tắt tắt update trong video này.
admin tool đúng không? Thì chúng ta ở trên giao diện desktop là chúng ta vào cái chúng ta vào thanh tìm kiếm, chúng ta gõ cái từ update, thì update xong chúng ta tìm kiếm cái từ update này thì nó ra cái bảng mà tìm kiếm chúng ta gõ ra cái bảng này, chúng ta chọn cái update setting hoặc chúng ta gặp update option này, chúng ta gõ ở trên này. Sau khi chọn cái trên đấy nó sẽ ra một cái biểu tượng như này, nó ra sẽ ra cái hộp thoại của setting đó. Thì thay vì ở đây nó đang là automatic thì các bạn chọn cái low này, chọn cái low này, cái biểu tượng xanh này đấy. Và hai cái này chúng ta bỏ tích đi, chúng ta không tích nữa đúng không, chúng ta bỏ tích đây. Các bạn chọn chế độ này và bỏ tích ở hai dấu dưới ô, hai cái ô bên dưới chúng ta sẽ bỏ cái tích đi đấy. Sau đó chúng ta ấn tắt đi, ấn ok là được đấy. Và cái cách tắt thứ hai thì cũng trên cái thanh tìm kiếm, khi chúng ta kích vào cái tab menu đúng không? Chúng ta gõ cái từ, thay vì update chúng ta gõ cái từ service, chúng ta gõ cái từ service này rồi gõ xong thì nó có tìm kiếm, chúng ta lại kích vào cái service này, rồi xong rồi chúng ta tìm đến cái Windows Update trong cái hộp thoại service của chúng ta tìm đến Windows Update, kích chọn, kích chuột vào, kích chuột phải vào Windows Update này, chúng ta chọn Property, kích chuột phải vào Windows Update chọn Property. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn cái đây, chọn Property này. Đây, hộp thoại Property mở ra thì chúng ta như này. Thì chúng ta sẽ chọn cái Stop, chúng ta start rồi, chọn cái Stop. Và cái nút trên này này, chúng ta sẽ chọn kéo xuống, chọn xuống đây này. Kéo qua xuống chọn Enable. Vậy hai chỗ trong cái hộp thoại setting mà chúng ta cần làm đó là tại cái mục Startup Style chúng ta chọn Enable đúng không? Và Start chúng ta không chọn Start mà chúng ta chọn gì? Stop. Sau đó chúng ta nhấn OK. Đấy là cái cách thứ hai mà chúng ta tắt chế độ Update Windows để khi mỗi lần khởi động và tắt máy nó không loát, nó không chờ chạy chậm ở trong gì Win 10. Đấy là cách update, bỏ chế độ update trên Win 10 nó phức tạp hơn một chút so với Win 7 và Win 8.1. Thứ ba của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Trong vấn đề Win thì nó còn rất nhiều vấn đề rất là mênh mông, nhưng mà ở đây tôi chỉ hướng dẫn các bạn cái những cái vấn đề mà chúng ta thường gặp phải để trong quá trình học, trong quá trình làm việc sử dụng nó được thuận tiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.